Bằng chứng thép chứng minh Ukraine chịu thương vong kinh hoàng sau 10 tuần dốc lực phản công Nga Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Ukraine đã chịu thương vong nặng nề trong cuộc phản công, bắt đầu từ khoảng 10 tuần trước. Hãng tin Mỹ ABC News đã nói chuyện với hai cựu quân nhân Mỹ đăng ký hợp đồng trong một đơn vị lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine và cả hai đều bị thương trong một chiến dịch ở miền đông Ukraine hai tuần trước. Cả hai người lính hiện đang ở trong một bệnh viện ở Kiev, nhưng cho biết họ hy vọng sẽ được chuyển đến Đức để phẫu thuật trong tuần này nhằm loại bỏ các mảnh đạn ra khỏi cơ thể. Hai người lính này cho biết nhiệm vụ của đội họ là giành quyền kiểm soát một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Donetsk, nơi đã bị lực lượng dân quân do Nga kiểm soát chiếm đóng từ năm 2014. Một trong những người đàn ông là một cựu quân nhân Mỹ đến từ Texas, người có bí danh Tango cho biết, đơn vị hàng chục người của anh ta đã chịu thương vong 85% và hai đồng đội của họ đã thiệt mạng khi cả đội bị phục kích khi đang tiến vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Ông nói 40% đơn vị bị thương nặng đến mức chiến đấu không hiệu quả. Một cựu quân nhân khác của quân đội Mỹ được biết đến với bí danh Cá Vàng cho biết, rõ ràng là họ đã chống lại sự kháng cự rất có tổ chức từ quân đội Nga đó chắc chắn là một lực lượng rất chuyên nghiệp mà chúng tôi đang chiến đấu chống lại cựu quân nhân mỹ từ alaska nói với hãng tin abc news trong phòng bệnh của mình ở kiev tại đây ngoài cá vàng còn có ba người lính bị thương khác cũng đang phải điều trị abc news cũng đã liên lạc với hai binh sĩ ukraine khác được phỏng vấn trong các giai đoạn trước của cuộc chiến và họ cho biết họ cũng đã bị thương trong vài tuần qua một người đàn ông phương Tây với nhiều năm kinh nghiệm quân sự hiện cũng đang ký hợp đồng với quân đội Ukraine cho biết anh ta đã bị thương nặng trong giai đoạn đầu của cuộc phản công vào tháng 6. Phát biểu với ABC News với điều kiện giấu tên, người lính cho biết các hoạt động tấn công mà anh ta tham gia là vô tổ chức, đồng thời chỉ trích một số quyết định chiến thuật. Người này nói, chúng tôi đã mất 3 chiếc Leopard, xe tăng tiên tiến do Đức sản xuất trong một ngày vì chúng được yêu cầu lao thẳng vào một bãi mìn. Ông nói thêm rằng các binh sĩ Ukraine mới được huy động thường tỏ ra thiếu sự huấn luyện cần thiết cho các hoạt động tấn công phức tạp trên chiến trường. Người lính gia nhập quân đội Ukraine hơn một năm trước cho biết hàng chục người từ tiểu đoàn của ông đã tham gia vào các hoạt động tấn công kể từ đầu tháng 6 và khoảng 80% trong số họ đã bị thương. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng không có trường hợp tử vong nào. Ông tuyên bố các thiết bị quân sự của phương Tây như xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp không được sử dụng hết tiềm năng vì một số binh sĩ Ukraine không được đào tạo hoặc có kinh nghiệm cần thiết. Có vẻ như họ, những người lính Ukraine đã được dạy sử dụng chúng nhưng không sử dụng chúng một cách hiệu quả theo nghĩa chiến thuật trên chiến trường, ông nói. Tuy nhiên, hai người Mỹ được ABC News phỏng vấn không đồng ý về đánh giá đó. Bất chấp những vết thương của họ trong nhiệm vụ thất bại hai tuần trước, họ lập luận rằng cuộc phản công của Ukraine đang được thực hiện tốt và thương vong nặng nề trong một cuộc tấn công quân sự lớn có tính chất này nhằm vào các tuyến phòng thủ cố thủ của Nga là điều có thể xảy ra. Sẽ không nhanh chóng và dứt khoát, người lính có bị danh tan cụ nói. Đó không phải là cách hoạt động của các cuộc phản công. Họ, người Ukraine đang nhận thương vong, điều đó là bình thường, ông nói thêm. Tôi nghĩ rằng nó đang diễn ra tốt đẹp và đúng tiến độ, đồng đội của anh ấy là Cá Vàng cho biết đây là cuộc chiến rất khó khăn đối với Ukraine. Nhưng đó là cuộc chiến mà người Ukraine đang chiến đấu rất tốt, ông nói. Ukraine đã không công bố số liệu thương vong kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến vào tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Ukraine mô tả tình hình là thực sự khó khăn với giao tranh rất ác liệt trên chiến trường. Nguồn tin này cho biết thêm rằng 80% thương vong là do pháo binh Nga gây ra. Quan chức này cho biết cuộc chiến hiện đang ở giai đoạn quyết định và nhấn mạnh rằng Ukraine cần hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa từ Mỹ và các đối tác phương Tây, bao gồm cả tên lửa tầm xa Tam của Mỹ có tầm bắn 190 dặm. Ukraine đã hứa với Mỹ rằng họ sẽ chỉ sử dụng tên lửa để tấn công tài sản của Nga ở các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine và không tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Tuy nhiên, chính quyền Biden cho đến nay vẫn từ chối cung cấp tên lửa tầm xa. Quan chức cấp cao nhấn mạnh rằng Ukraine cần gấp viện trợ quân sự nhiều hơn để giúp nước này đạt được mục tiêu trên chiến trường. Lập luận rằng, cung cấp thêm hỗ trợ bây giờ là cách hiệu quả hơn về chi phí để kìm hãm Nga và từ đó đảm bảo an ninh ở châu Âu. Tin tiếp theo, Nga dặn mặt phương Tây lên tiếng về vũ khí hạt nhân, ba cơ hội đàm phán chấm dứt xung đột. Gần đây, có nhiều người nói về vai trò của vũ khí hạt nhân trong chính sách đối ngoại của Nga. Tôi muốn nhắc lại rằng các điều kiện để chúng tôi có thể sử dụng vũ khí hạt nhân đã được nêu trong các tài liệu học thuyết. Điều quan trọng là phải hiểu rằng chính sách của nhà nước Nga trong lĩnh vực gian đe hạt nhân là hoàn toàn mang tính phòng vệ. Điều đó nhằm duy trì tiềm năng của lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chặn hành động xâm lược chống lại Nga và các đồng minh của Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí International Affairs ngày 19 tháng 8. Trong bối cảnh gian đe, việc sở hữu vũ khí hạt nhân ngày nay là phản ứng khả thi duy nhất đối với một số mối đe dọa nghiêm trọng từ bên ngoài đối với an ninh của đất nước chúng tôi, nhà ngoại giao Nga nêu rõ. Ông Lavrov cho biết, những diễn biến của tình hình Ukraine đã xác nhận tình trinh đáng của những lo ngại mà Nga đang phải đối mặt. Theo Ngoại trưởng Nga, một nguy hiểm lớn liên quan cuộc xung đột Ukraine là bằng cách leo thang tình hình. Mỹ và các nước NATO có nguy cơ rơi vào tình huống xung đột vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân. Phương Tây nhận định mối đe dọa hạt nhân ở Ukraine tăng lên gần đây, đặc biệt sau khi Nga sắp nhập bốn vùng ly khai ở Ukraine hồi năm ngoái. Nga hiện sở hữu kho dự trữ vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhiều lần đề cập tới học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó nêu các trường hợp Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo Medvedev, trường hợp đầu tiên là Nga bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân. Trường hợp thứ hai là bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào khác được sử dụng để chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga. Trường hợp thứ ba là cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu làm tê liệt các lực lượng gian đe hạt nhân của Nga. Trường hợp thứ tư là khi xuất hiện hành động thù địch nhằm vào Nga và các đồng minh gây nguy hiểm cho sự tồn vong của đất nước, dù chỉ bằng vũ khí thông thường chứ chưa bao gồm vũ khí hạt nhân triển vọng đàm phán giữa Nga và phương Tây với Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố hiện tại không có triển vọng nào cho các cuộc đàm phán giữa Moscow và phương Tây về vấn đề Ukraine khi các phương Tây tiếp tục thúc ép Kiev gia tăng rủi ro. Ông Lavrov chỉ ra rằng Nga coi những lời kêu gọi đàm phán đạo đức giả của phương Tây là ý đồ chiến thuật nhằm một lần nữa câu giờ tạo cơ hội cho các lực lượng Ukraine vốn đang kiệt quệ có thêm thời gian nghỉ ngơi và tập hợp lại lực lượng, đồng thời cung cấp thêm vũ khí và đạn dược cho họ. Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ không sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, đó là lý do Washington tiếp tục nói về việc giải quyết cuộc xung đột dựa trên công thức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Những điểm chính trong công thức hòa bình của ông Zelensky là khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân. Chúng tôi không thể đồng ý rằng các lợi ích an ninh cốt lõi của chúng tôi sẽ bị xâm phạm và người dân Nga cũng như những người nói tiếng Nga ở các vùng lãnh thổ mới của chúng tôi và các khu vực do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát sẽ tiếp tục đối mặt với sự kiểm soát, ông Lavrov nói một điều khác phương tây cần nhận ra là nga sẽ bảo vệ người dân và lợi ích sống còn của mình bằng mọi cách tốt nhất là đối thủ của chúng tôi nên nhận ra càng sớm càng tốt rằng một cuộc đối đầu với nga sẽ không dẫn đến kết quả gì và họ cần chuyển sang cách tiếp cận mang tính văn minh chính trị và ngoại giao hơn để đảm bảo cân bằng lợi ích ngoại trưởng nga nói thêm Ngoại trưởng Lavrov cho biết vào tháng 12 năm 2021, Nga từng nỗ lực nghiêm túc bày tỏ quan ngại của Moscow với các nước phương Tây khi gửi cho họ hai dự thảo thỏa thuận liên quan đảm bảo an ninh với Mỹ và các biện pháp bảo đảm an ninh với các nước thành viên NATO. Tuy nhiên, sáng kiến của chúng tôi đã bị từ chối ngay lập tức. Thay vì tham gia đàm phán, họ lại tập trung nỗ lực vào việc tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược để cung cấp cho Ukraine, khiến căng thẳng khu vực leo thang hơn nữa, ông Lavrov kết luận. Tin tiếp theo, xung đột leo thang, Nga kêu gọi lính Ukraine hạ vũ khí. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi các binh sĩ Ukraine quay lưng với chính quyền Kiev hoặc đầu hàng. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các quân nhân Ukraine hãy quay vũ khí chống lại họ, chính quyền Kiev hoặc đầu hàng lực lượng của chúng tôi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận ngày 19 tháng 8. Bà Zakharova cũng nhấn mạnh trong những trường hợp như vậy, việc đối xử nhân đạo đối với quân nhân Ukraine sẽ được đảm bảo. Bà cũng cho biết lực lượng Kiev tiếp tục nã pháo vào các thành phố và làng mạc của Nga bằng vũ khí của NATO, bao gồm loại bom chùm bị cấm. Những hành động này dẫn đến thương vong cho dân thường, bao gồm trẻ em. Bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn cả mặt trận miền Đông và miền Nam sau nhiều tháng chuẩn bị. Bộ Quốc phòng Nga đầu tháng này xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ trong hai tháng phản công. Tháng trước, Mỹ thông báo sẽ gửi bom chùm cho Ukraine về sử dụng bom chùm bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu. Bom chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các đầu đạn này cũng có tỷ lệ lép nhất định. Đạn xịt có thể sót lại các vùng đất bị tấn công và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng chục năm sau đó. Washington Post hồi tháng 7 dẫn lời quan chức giấu tên của Ukraine xác nhận quân đội nước này bắt đầu sử dụng đạn chùm để chống lại lực lượng Nga ở miền Nam nhằm chọc thủng hàng phòng thủ kiên cố của Moscow, vốn làm chậm đà phản công của Kiev. Bao chùm cũng được sử dụng để phá hủy các chiến hào của Nga. Hồi cuối tháng 7, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, theo đánh giá ban đầu từ Kiev, quân đội Ukraine đang sử dụng bom chùm để chống lại các lực lượng Nga khá hiệu quả. Nga lên án quyết định của Mỹ và tuyên bố đáp trả tương xứng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cảnh báo bom chuồng của Mỹ cung cấp cho Kiev sẽ kéo dài xung đột. Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm ngày 18 tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tổng viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong một năm xung đột vừa qua lên tới hơn 160 tỷ đô. Theo nhà ngoại giao Nga, liên minh khoảng 50 quốc gia đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine và họ thực chất đã đứng về phía chính quyền Kiev khi tham gia vào cuộc xung đột vũ trang này. Vũ khí quy mô lớn bao gồm bom chùm và đạn tầm xa đang được gửi tới Ukraine. NATO tham gia lập kế hoạch cho các hoạt động của quân đội Ukraine. Dữ liệu tình báo của NATO đang được Ukraine sử dụng, Ngoại trưởng Nga cho biết. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng, các nhà lãnh đạo phương Tây nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục giúp đỡ Kiev chừng nào còn cần thiết. Tất nhiên đây là lựa chọn của họ và quyết định của chính quyền Tổng thống Zelensky là tiếp tục chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng, ông Lavrov nói. Chuyển sang tin tức tiếp theo, nguyên nhân Ukraine phải dùng tên lửa S-200 tấn công cầu kerim mà không dùng tên lửa phương Tây. Tờ Sina của Trung Quốc cho biết tên lửa S-200 của Ukraine với tốc độ Mach 5 lao tới mục tiêu là cây cầu Kersh cầu Krim, nhưng đột ngột biến mất vào thời điểm va chạm. Mới đây, quân đội Ukraine lại nỗ lực tấn công cầu Kersh nối bán đảo kerim với Nga. Nhưng khác với hai lần trước sử dụng bom xe và thuyền không người lái tự sát, lần này quân đội Ukraine sử dụng tên lửa phòng không S-200 đã được cải tiến thành tên lửa đạn đạo tấn công mặt đất làm vũ khí tấn công. Tốc độ bay tối đa về lý thuyết của tên lửa S-200 có thể gần Mach 5, nhưng kết quả chiến đấu của nó khác với những tính toán trên lý thuyết. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố rằng lực lượng phòng không Nga đánh chặn thành công tên lửa S-200 đang lao tới, các tên lửa Ukraina đều bị tên lửa phòng không S-400 bắn hạ khi chúng tiếp cận cây cầu và cuối cùng biến mất trước màn hình radar. Cầu cơch vẫn nguyên vẹn và giao thông đã trở lại lưu thông bình thường sau một thời gian ngắn bị gián đoạn. Theo tin do Ukraina công bố, hai vụ nổ lớn đã xảy ra trên cầu cơch và giao thông bị gián đoạn. Nếu lời khai của hai bên quá khác nhau thì chắc chắn thông tin một bên không đúng. Các video và hình ảnh thu được đăng tải trên Internet cho thấy khi vụ tấn công xảy ra, một số phần của cầu Chris đã nhả khói dài đặc cuồn cuộn quanh cầu để che mắt tên lửa dẫn đường bằng tia laser, hồng ngoại hoặc video, khiến bị nhầm là cây cầu bị tấn công nghiêm trọng. Vậy nguồn tin nào đáng tin cậy hơn? Theo tờ Sina của Trung Quốc đánh giá, tin tức từ Nga đáng tin cậy hơn. Cầu eo biển vẫn có thể giao thông, nhưng sau vụ tấn công bằng thuyền không người lái tự sát của Ukraine lần trước, trụ cầu và hai mặt cầu bị hư hỏng vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn. Hiện tại chỉ có thể sử dụng một bên đường để lưu thông, hiệu quả tương đối thấp. Ngoài vụ tấn công cầu Kursk, Ukraine còn sử dụng 20 UAV cảm tử và tên lửa S-200 để tấn công bán đảo Crimea vào ngày 12 tháng 8. Nhưng theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ UAV và tên lửa bị bắn hạ hoặc bị triệt tiêu bởi hệ thống tác chiến điện tử và không thể gây hại mục tiêu. Nhưng tuyên bố của Nga vẫn chưa được chứng minh. Tại sao Ukraine phải dùng tên lửa phòng không S-200 tấn công cầu Kursk? Khỏi phải nói tầm quan trọng chiến lược của cầu Elbingert, nếu không thì phía Ukraine đã không mấy lần tấn công cầu này. Nhưng tại sao lần này, Ukraine lại chọn sử dụng tên lửa phòng không S-200 để đánh một mục tiêu mặt đất quan trọng như vậy? Phải chăng Ukraine không còn vũ khí nào khác? Nên nhớ Ukraine vẫn còn những vũ khí sát thủ lớn của NATO như Storm Shadow hay là Skab -E Trên thực tế, quân đội Ukraine không còn loại vũ khí nào phù hợp hơn ngoài việc chọn tên lửa S-200 làm vũ khí tấn công cầu Kursk. Tên lửa phòng không S-200 vốn được Liên Xô trang bị từ những năm 1960. Tên lửa có cấu tạo đơn giản thô sơ, to và nặng tới 7 tấn, đầu đạn nặng hơn 200 kg. Khi tấn công mục tiêu trên không với tầm bắn tối đa hơn 200 km. Bây giờ Ukraine đã sửa đổi nó thành tên lửa đất đối đất, có thể coi như đã tận dụng hết khả năng của nó. Loại sửa đổi này không phải là lạ, bởi vì một số tên lửa phòng không có thể được sử dụng trực tiếp để tấn công các mục tiêu mặt đất và mặt nước mà không cần sửa đổi bất cứ thứ gì. Có hai vấn đề trong việc chuyển tên lửa phòng không thành tên lửa tấn công mặt đất. Thứ nhất, thiết kế của tên lửa rất đơn giản, đầu đạn và thân tên lửa là một thể thống nhất không thể tách rời, giống như tên lửa Skirt của Iraq dẫn đến mục tiêu lớn dễ bị phát hiện và khóa mục tiêu. Thứ hai là quỹ đạo tên lửa bay đơn giản, không có các biện pháp thâm nhập phụ trợ như mồi nhử và nhiễu điện tử nên tương đối dễ bị đánh chặn. Bằng cách này không có gì đáng ngạc nhiên khi lực lượng phòng không Nga có thể đánh chặn chúng một cách hiệu quả. Nếu không thể đánh chặn chúng, chỉ huy có thể phải chịu trách nhiệm. Vậy tại sao Ukraine không tấn công bằng vũ khí khác? Hãy xem người Ukraine có những lựa chọn nào. Trước hết, Cầu eo biển Kerch quá xa, cách khu vực giữa Ukraine kiểm soát gần nhất 300 km, nên việc tấn công nó không hề dễ dàng. Đây là lý do Ukraine sử dụng bom xe lần đầu tiên. Nhưng kể từ đó, Nga đã tăng cường các biện pháp an ninh của cây cầu và tất cả các phương tiện trên cầu đều phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Tỷ lệ tái sử dụng bom xe thành công của Ukraine quá thấp. Vì vậy, Ukraine đã tìm ra cách khác để tấn công và thành công với những chiếc thuyền không người lái tự sát từ biển. Nhưng sau đó, phía Nga đã tăng cường hơn nữa việc phòng thủ mặt nước cho cây cầu. Thiết lập lưới đánh chặn mặt nước trên các bộ phận trọng yếu của thân cầu, loại thiết bị này xuất hiện từ trong Thế chiến thứ hai nhưng vẫn rất hiệu quả. Quân đội Nga cũng đã triển khai các biện pháp phòng thủ khác như tuần tra liên tục bằng tàu cao tốc vũ trang và Ukraine sẽ khó có thể lặp lại hành động này một lần nữa. Quân đội Ukraine có một số tên lửa đạn đảo, nhưng sau hơn một năm chiến đấu căng thẳng, kho sự chữ đang cạn kiệt. Hơn nữa, tên lửa Tokau được thừa kế từ liên xô cũ có tầm bắn tối đa chỉ 120 km và chúng không thể uy hiếp cầu eo biển cách đó 300 km. Tên lửa chống hạm Neptune giữa Ukraine tự phát triển thành công có tầm bắn tối đa gần 300 km. Mặc dù tên lửa này từng đánh chim tàu khu trục Moscow, nhưng việc bắn trúng cầu bằng tên lửa chống hạm vẫn khó khăn hơn. Ngoài ra tên lửa chống hạm Neptune sử dụng dẫn đường bằng radar, Nga từ lâu đã triển khai xà lan mang đầy thiết bị phản xạ radar gần cầu chiến lược nhằm gây nhiễu loại tên lửa này. Tại sao Ukraine không thể sử dụng tên lửa của phương Tây tấn công cầu Kerem? Như vậy, ngoài tên lửa đất đối đất S-200, quân đội Ukraine chỉ còn tên lửa hành trình Sông Shadow của Anh, tên lửa hành trình Skab eg của Pháp và tương lai là tên lửa hành trình Taurus do Đức viện trợ nhưng Ukraine không thể sử dụng tên lửa của NATO để tấn công đất liền Nga và họ thậm chí còn chưa sử dụng chúng để đánh vào bán đảo Crimea. Hơn nữa, việc sử dụng tên lửa Sonsado để tấn công các mục tiêu sâu cần có sự hỗ trợ của NATO để liên kết dữ liệu mục tiêu và Ukraine không thể chiến đấu ở bất cứ đâu họ muốn. Điều này là do NATO sợ bị Nga trả đũa nên đã cấm Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến, không được đe dọa lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây. Điều này đặt ra một câu hỏi rất thú vị khác, đó là NATO có công nhận bán đảo Crimea thuộc về Nga hay không? Hiện tại, quân đội Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Som Shadow để tấn công mục tiêu xa nhất, đó là cây cầu Chungan trên đường ranh giới giữa bán đảo Crimea và tỉnh Zaporizhzhia Nhưng với cầu Kurs thì khác, nó do Nga xây dựng, trong mắt nhiều chính trị gia NATO, nó là lãnh thổ của Nga. Do đó, NATO đã không cho phép Ukraine sử dụng những tên lửa phương Tây để tấn công cầu Kursk. Qua vụ việc này có thể thấy, các nước NATO vẫn đang tự chói tay chân mình, đồng thời cũng đang chói tay chân Ukraine. Do đó, quân đội Ukraine không thể thẳng tay chiến đấu, không thể tiến hành các cuộc tấn công hiệu quả và các mục tiêu chiến lược trọng yếu phía sau Nga. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến lợi thế của chính Ukraine. Những hiện tượng này thực chất phản ánh một bản chất đó là lợi thế lớn nhất của Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine không chỉ là quân số đông đảo, trái thiết bị tiên tiến, tiến hỏa lực mạnh mà còn là kho vũ khí hạt nhân mà bên ngoài ai cũng thấy. Một khi Nga bị dồn ép, Moscow có thể làm bất cứ điều gì, kể cả về sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều này đã nhiều lần được Moscow tuyên bố và cũng làm nổi bật vị thế quốc tế của Nga chính vì những điều này mà phương tây dù can thiệp vào cuộc xung đột nga ukraine cũng không dám vượt quá lằn danh đỏ và phải dừng lại một cách chừng mực